Xin chào cả nhà, mình là Hà Nguyễn, đại diện cho Nail Tech for Everyone YouTube channel. Hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn cách mài mài dũ dũ hiệu quả nhất để có một bộ nail thật chuyên nghiệp và đặc biệt là không phạm vô tay khách. Như các bạn đã biết, để trở thành một thợ nail chuyên nghiệp, đòi hỏi chúng ta phải làm việc hết sức kiên nhẫn và luôn sáng tạo, nhằm tạo ra những tác phẩm tuyệt hảo. Đó là những bộ móng tay đẹp, hoàn hảo. Và tất nhiên, nó phải được trải qua nhiều công đoạn như gắn móng, đắp bột, mài dũa và color. Và sau đây, mình xin các bạn theo dõi một bước hết sức quan trọng, đó là mài dũa cuticle thật chuyên nghiệp và hiệu quả. Thank you. Here we go. Yeah. Xin chào các bạn nha. Bây giờ cái video này là mình muốn chỉ cho các bạn cái cách dũa một cái bộ móng mà không phạm tay khách nha, dũa cuticle á. Sau khi mình refill xong thì mình sẽ bắt đầu mình dũa. Và cái gì quan trọng nhất khi bạn dũa thì bạn phải xác định được cái điểm tựa. Thì như mình đây là dùng ngón tay trỏ, ngón tay đeo nhẫn tựa và ngón tay nhẫn dưới. Ok, đây là cái điểm tựa của mình. Bạn có thể chọn những cái điểm tựa khác tùy theo ngón tay bạn dài ngắn nha. Như mình thì mình tựa dùng ngón tay đeo nhẫn để tựa vào ngón tay đây là cái điểm tựa của mình. Và cái ngón tay đeo nhẫn ở dưới này là mình dùng để vạch điều khiển cái da dưới đây. Còn cái ngón đây là mình, cái ngón cái là mình điều khiển cái da phần trên và phần bên hông phía bên tay này. Thì mình bắt đầu start nha. Sau khi mình đã refill rồi thì bắt đầu mình start nè. Đó. Thì đầu tiên nhất là cái ngón tay đây nè, bạn có thể dùng ngón tay này hoặc ngón tay này để bạn vạch đó nha. Như mình đây mình vừa vạch, vừa có điểm tựa luôn đây nè, mình vạch ngón tay giữa nè, vạch ở đây. Mình đè một chút xíu để mình kéo cái da nó ra. Đó, rồi mình chạy, bạn thấy không? Mình đè một chút xíu, mình kéo da xong lên trên, lên bắt đầu lên. Khi cái tay mà, khi cái dũa lên trên thì bạn thấy cái ngón tay cái của mình không? Mình đang căng nó lên đó, rồi mình đẩy da lên đó, đó. Thì bạn làm như vậy đó, bạn đẩy cái da lên, bạn đẩy da lên hướng trên. Đó, mình đẩy da lên thân trên. Thì khi mình dũa như thế này á thì mình không có phạm vô trong da nhiều nha. Mình chỉ cắt những cái phần da chết và hơn nữa là một phần bột, chút xíu bột mà khi mình phiêu nó lọt vô giữa cái khoảng giữa giữa cái da và cái phần bột nha. Đó, mình chỉ dũa đơn sơ như vậy thôi. Thì để cho móng nó smooth thì mình để nó nằm ngay thẳng như thế này, mình chạy qua chạy lại nha. Đó, mình chạy qua chạy lại để cho nó phẳng. Rồi sau đó mình sẽ dùng mình chạy bên đây. Một lần nữa là mình chạy như thế này. Và cái đầu dũa này của mình nghiêng khoảng chừng từ cái này là khoảng 15 cho tới 30 độ. 15 tới 30 độ. Ok. Có một cái video trước đó mình nói thì mình lộn là 30 tới 45 độ thì nó hơi chuối quá. Cái này là khoảng 15 tới 30 độ nha. Thì mình cứ làm như thế đó. Rồi bắt đầu mình qua cái ngón tay này, bạn thấy là ngón tay này mình vạch ra nè, vạch ra nè, vạch ra. Đó, mình đang vạch nó ra đó. Bạn thấy nhìn vậy nhưng mà không phải vậy nha. Cái ngón tay của mình đang quớt đó, cái tay dưới cầm mình đang quớt đó. Đó, ngón cái mình đang gồng lên đó để mình đẩy cái da lên trên đó. Đó, mình đẩy cái da lên trên. Đó, sau khi mà thì mình đó, mình chạy cho bạn biết vì sao mình không có chạy khi tôi cười liền lúc không. Mình chạy rồi cái bắt đầu mình dùng cái mình chạy như thế này. Mình chạy trên nền móng rồi mình chạy lại. À, mình chạy mình làm một chập phải không, bạn thấy không? Đó, xong rồi cái mình dừng lại mình chạy cái này một chập nữa. À, mình làm như vậy lý do là vì sao? Khi mà mình dùng ngón tay dưới mình quớt như thế này á thì cái ngón tay dưới nó hơi bị mỏi tay á, cho nên mình nghỉ chút xíu, trong thời gian nghỉ thì mình chạy bên đây. Chính điều đó mà bạn thấy mình chạy khi tôi cùa rồi mình chạy mạch móng nha. Đó là cái cách. À, rồi bây giờ mình chạy qua ngón tay thứ ba. Và cái điều đặc biệt á là bạn sẽ thấy trong cái video này á là tại làm sao mình chạy đơn giản quá đúng không? Mình không có chạy nhiều là lý do là mình bỏ bột. Vấn đề ở đây là mình bỏ bột nó chuẩn rồi nha. Thì trong một cái video khác á mình sẽ giới thiệu với các bạn cách bỏ bột như thế nào
mà không cần dũa hoặc là dũa ít nha. Dũa ít chứ còn không cần dũa thì nói vậy nó cũng hơi quá ha. Mình dũa ít thôi. Như cái này là mình chỉ dũa một phần dư, da dư thôi nha mấy bạn. Mình không dũa phần, mình dũa một phần bột dư thôi chứ không phải là mình dũa. Đó, bạn thấy không? Không có nhiều. Và đặc biệt là khi mình bỏ bột ở dưới nó, ngay chỗ cái nó có cái độ nghi, cái độ từ ở trong nó mỏng rồi nó đi ra, nó dày lên lần lần đó, thì cái tay nó sẽ thấy là một cái tay nó rất là tự nhiên. Và quan trọng nhất là cái điểm tựa, mình nhắc lại cái điểm tựa nha. Nếu mà bạn có điểm tựa tốt thì bạn sẽ dũa, bạn thấy nó đơn giản. Và nếu mà lỡ có phạm tay á, bạn không có cắt da tới mức mà cắt người ta tới mức mà chảy máu đâu, nó chỉ là một chút rướm máu thôi, là cái điều như vậy. Tại vì bạn đã vạch, dùng cái tay bằng vạch cái da ra rồi, là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là cái dũa này nó không thể nào ăn vô trong da được rồi, tại vì giống cái tay của bạn giống như cái khâm ba rồi, nó tới đó là nó limit rồi, nó giới hạn rồi ha, giới hạn ngay chỗ đó là nó không có vượt qua đó được. Có nhiều người không để ý, mình không có cái biết cách á, mình dũa mình sao mà khách mà nó chảy máu mà đứt một cánh, mà coi như là đứt rất nhiều. Cho nên cái đó các bạn phải chú ý nha. Và bạn thấy không, mong rằng cái phần mà giới thiệu sơ về cái dũa này nè thì các bạn thích, và một phần góp cho các bạn, góp ý cho các bạn, và các bạn có thể là tham khảo để tìm ra được cái cách dũa hợp lý nhất cho mình nha. Và mình xin nhắc lại là cái điểm tựa và dùng cái ngón tay nào tựa thì nó phụ thuộc vô mỗi người. Mỗi người sẽ có một cái điểm tựa và một cái cách tựa khác nhau. Nhưng mà nhìn chung á, thì khi mà mình dũa thì bắt buộc cái tay bạn muốn không cắt cho tay khác thì bắt buộc cái tay bạn nắm tay khách ở dưới bắt buộc phải quớt nha. Nếu mà bạn làm biếng, bạn gọi là tay lười, không có tay dưới không quớt thì chắc chắn là bị chảy máu khách nha. Và sau đây, đến đây thì cái video này nó đã được kết thúc, cái phần dũa nó được kết thúc ở đây nha. Xin các bạn vui lòng like, share và đăng ký kênh cho mình nha. Và mình xin nhắc lại là khi mình dũa xong á thì mình sẽ có một cái đường, tức là mình chạy như thế này, mình giơ ngón tay khách lên, chúi lên chút xíu để mình nhìn. Mình chỉ làm một cái phần cái đầu á, mình cắt cái đầu một chút xíu như thế này, mình chạy ở dưới chạy lên để cho cái tay nhìn thấy được thon thả và nó không có dày ở cái đầu móng nha các bạn. Đó, thank you, hẹn gặp lại các bạn trong những cái phần kế tiếp của video này. Thank you. Yeah, sau khi mà mình đã làm cho các bạn trình bày cho các bạn cách review và khói lờ đó nha, thì mình xin review lại cái bộ nail này cho các bạn coi nha. Đó, thì các bạn thấy là nước sơn nhá, nó rất là sát trong cuticle, các bạn thấy không, nó không có xa cuticle nha. Và cái điều thứ hai nữa là bạn thấy mình sơn làm sao mà nó không bị mất cái shape nè. Cái shape nó vẫn bình thường, cái shape nó vẫn là coffin và straight. Yeah.